Em chào cả nhà nhé. Bữa nay trưa nay em lên cho anh chị em mấy đôi giày. Nói về mấy đôi giày này của Hàn nhưng mà nó cao cổ thì trời lạnh. Anh em đi mấy đôi giày này nó cực ấm ha. Nó vừa ấm lại vừa rẻ với Tết. Tết anh em vẫn đi ok luôn. Đây là Thủy Quân Hàn anh em, Thủy Quân Hàn. Đấy, rất là đẹp, rất sang trọng rồi chứ. Và bên nói về lính Hàn nó không có thua của lính Mỹ đâu anh em ạ. Bây giờ em lên cho anh em đôi này trước nha. Cái đôi này là của lính Hàn nhưng mà nói về lính thì lúc nào nó cũng phải ngon hơn của lính, khi nào nó cũng tốt hơn của dân sự anh em ạ. Ở trên cái quai của nó này, cho anh em xem ở dưới đế nha, nó là neo thủy quân này đó. 275 275 03 neo nha. Đế của nó thì đi nó đã sử dụng lâu lắm rồi mà cái đế của nó không mòn luôn này. Con này là chân 43, chân 43 43 44 nhưng mà em chưa có đánh, anh em về đánh giùm em cái vì nó bụi á, em không có đánh nha. Lấy sao bán về chứ không có si tút gì hết. Đây anh em thấy mấy cái đôi thủy quân của Mỹ ở cái gót của nó cũng vậy này, y hệt vậy luôn, rất là đẹp. Ai chân 43 44 thì chốt đôi này này. Đều và đẹp luôn nha. Hơi bụi. Còn ở trong này, ở trong của nó là đây một miếng da nha nhé, nguyên một miếng da của nó này. Đó, ở trong nó còn viết chữ lính xong, đi lính xong nó viết chữ ở đây. Korea, cái này Korea Hàn Quốc. Ở trên này nó có viết 04 cái chữ tiếng Hàn. Chữ tiếng Hàn anh em. Đây là một đôi. Một đôi ạ. Ai chốt đôi này thì chốt giùm em 690.000. 699.000 mã 90, mã 90 nha nhé. Hơi bị đẹp luôn. Mã 90 đôi này ha. Rồi cái đôi này thì đôi này cũng da xìn nhưng mà nó lật cổ này. Có lớp lật cổ nha nhé. Đó. Cổ này cổ lửng lửng. Anh em nhìn cái đôi này với đôi này nhé. Cái cổ của nó thấp hơn. Tức là đôi này cổ lửng như kiểu đôi giày mỏi á. Đôi này da hơi bị vip luôn anh em ạ. Nó chỉ làm một miếng da một thôi, nó cắt một miếng da để nó lắp ráp lên thôi. Đôi này để em coi của nước nào nè. Nó có một cái tem ở đây nhưng mà tem này cũng không có đọc được nữa. Đây cái da của nó nguyên miếng này, một miếng nữa. Đây cái tem của nó ở đây này. Chân này là chân 41 257. 257. Nhưng mà giày này không biết giày nước nào, cũng là của Thủy Quân. Cái màu đen của nó rất là buồn anh ấy. Màu đen da xỉn cho nên nó buồn buồn ha. Cái con này hơi khác biệt những đôi của Thủy Quân khác một chút. Cái ở đầu cổ chân này, cái dây của nó đẹp quá. Ở đây này, 11 tháng 4 có ngày luôn anh em ơi. Đây nè, anh em đọc được không? 2016. Ê, anh em coi này, có ngày luôn này, ngày 11. Không phải, em tưởng ngày tháng năm sinh của nó chứ. 02/16, 02/16. Cái này phải ngày, ngày làm gì có tháng 41. 2016 nha anh em. Tóm lại là nó là cái gì thì tùy anh em thấy chứ, cái này là em không biết rồi. Em tưởng ngày tháng năm sinh của nó chứ. Bên này không có, chỉ có bên à. Đôi này hoàn hảo và đẹp anh em ạ. Về không cần đánh xi vẫn lướt đi được nha. Chân 41 cũng 699.000 luôn. Ai chốt thì đây ở dưới đế của nó này. Dưới đế của nó vẫn còn đẹp nha em. Ai chốt đôi này chốt giùm em mã 30.
699.000. Anh em chờ em chút nha. Alo em nghe anh Hùng ơi. Alo. Ừ, này em gửi cho anh cái áo, gửi cho anh cái áo lông chuột mấy hôm rồi mà giờ chưa thấy đây nhỉ? Chưa tới hả? Anh chờ em chút đây, em đang còn like đôi giày rồi. Em đang còn like mấy đôi giày á, chờ em một chút em tìm dò mã vận đơn chụp cho anh nhá. Anh nghe không? Rồi, tiếp tục nha anh em. Tiếp qua con có đôi này này. Đôi này là vi tính. Đôi này là đôi vi tính Hàn nhá. Vi tính. Anh em thấy mấy cái bộ vi tính mà của Hàn mà thủy quân Hàn á, vi tính á là nó này. Đó. Nó Gore-Tex. Con này của hãng này nha anh em. Ở Saudi của nó, nói chung là mấy cái này của quân đội cho nên là da bao xịn cho anh em luôn. Cái đế của nó này. Con này còn in hãng ở dưới đế dày luôn ấy. Đó. 245 m. Đôi này là tương đương chân của anh em là 38. Chân 38 nha anh em. Chân 38. Đôi này hơi bị độc. Vì anh em đi đôi này là nó là phù hợp với chất lính nha anh em. Đây mấy cái hãng của nó đây này. Size. Đây là size nhá. Lót ở trong rất là êm. Của nó rất là êm nha anh em. Mấy cái dòng này nó lót nó đi liền luôn cho nên không có lót dày đâu nha. Đôi này cũng khá là đẹp. Ai chốt thì chốt giùm em mã là 50. Mã 50 nha anh em. 699.000 luôn. Mã 50. Đẹp lắm anh em ạ. Mùa này mùa đông mà anh em quất đôi có mấy trăm nghìn là nó ấm ha. Còn có đôi này cũng map hai da. Đôi này á, mà vi tính này là người ta hay kêu là map hai da này. Còn cái này là một da nha anh em. Cái này là một da nha. Đôi này cũng hai da này. Nếu như mà map hai da này vào mùa hè, mùa đông anh em đi cao cổ đã đành, nhưng mùa hè nó lại mát anh em ạ. Mùa hè có cái map hai da này nó mát hơn là một da này. Đôi này cũng hai da, cũng của cái hãng mà em vừa đọc ở bên này luôn này, Gore-Tex. Cái đế đằng sau nha anh em. Toàn là thủy quân không. 260. Đôi này thì chân 41. Chân 41 nha anh em. Đôi này hình như có một cái khuyết điểm. Có một cái khuyết điểm ở đâu này. Hôm nay em thấy nó bị sượt một chút xíu. Xíu à. Đây này. Chỗ này nó bị Bị cái gì cạch lên một chút. Em sẽ bán rẻ đôi này cho anh em nhé. Bán rẻ anh em đôi này là, nói chung là nó cạch như vậy thôi, như cái gì nó cắt lên một cái thôi, không có lủng qua đâu anh em ạ. Đó, bị một chút nhẹ sơ sơ. Còn cái chiếc bên này này, mấy cái lỗ thông hơi luôn này hai anh em. Anh em miền Nam đi đôi này là đỉnh này, không nó không có nóng. Đó, ở sau đế của nó cũng bị một chút như vậy này. Đôi này em sẽ bán cho anh em 500.000 luôn. Mã 60 nha em. Em ghi 600 bán 500 luôn. Bán rẻ đôi này. Rồi, tiếp một đôi da cổ cao. Cực ấm nha anh em. Da xịn luôn ấy. Nói chung là của thủy quân ấy. Nói cái này là anh em đi môn kiếp ạ. 05 của Hàn Quốc nha. Đôi này là anh em chân 37 38 là đi vừa này. 37 38 đi vừa. Về không cần mông má, không cần xi gì nữa hết. Để vậy là quất đi thôi. Đó, Korea, Hàn Quốc, thủy quân nha anh em. Đế còn ngon lành. Một đôi vậy ha. Đều màu và đẹp. Ai chốt đôi này chốt giùm em là mã 20. Mã 20. Rồi tiếp một đôi thủy quân map hai da nữa này. Đôi này thì to hơn một chút. Đôi này là chân 39 và 40 anh em vừa.
Map hay dao của Hàn anh em. Size 14, size của nó là 255. Vẫn đẹp trai như thường. Vẫn là đẹp trai nha anh em. Cho chân 39 40 là vừa, chân 39 thì đẹp. 40 chân mỏng là ok nha anh em. Đôi này em bán 700.000. 700.000 ạ. Chốt giùm em đôi này mã 80. 700.000 mã 80 nha anh em. Còn hai đôi nữa thôi. Giày này em nói thiệt anh em, đưa từ bên kia về không có lời đâu nhá. Vì tiền cước của nó nặng cho nên không có lời đâu. Đây là đôi 265. Mã 265, đôi 265 chân 41 ạ. Anh em nào chân 41 đi đôi này này. Về anh em chỉ đánh xi lên một cái nữa là ok. Nói chung là da thì bao anh em xịn luôn á. Mấy cái này là lâu ngày quá thì nó mất xi thôi. Cực ấm nha anh em. Đẹp không? Đế còn ngon lành. Chiếc thứ hai này anh em. Cái này là của Thủy Quân Hàn anh em ha. Thẩm tế nó còn may luôn rồi này. Nó may vào cái mõm cho nó chắc luôn ấy. Kinh khủng không? Rồi. Ai chốt đôi này chốt giùm em nha anh em. Đôi này chân 41. Chân 41. Mã 40. 699 ngàn. Mã đồng giá là mã chỉ có đôi này là em bán 700.000 thôi này. Rồi một đôi này thì bóng lưỡng rồi này. 03. Đôi này bóng lưỡng luôn này. Đôi này đẹp trai không? Đôi này chân 270. Chân 42. Chân 42. Đẹp quá. Đôi này đẹp quá. Đẹp đế vẫn còn chưa có mòn luôn nha nhé. Rồi, một đôi đẹp trai này. Ai chốt đôi này thì chốt giùm em là mã 70. Mã 70. 699 ngàn luôn. Rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Trưa hôm nay em lên cho anh chị em mấy đôi giày như vậy thôi. Hôm nay được có mấy đôi này ta lên đó. Rồi em xin phép chào anh em ha.